Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc Ngọc Sơn xúc động trải lòng về cuộc sống sau khi mẹ qua đời. Tập 27 ca sĩ bí ẩn với nhiều khoảnh khắc xúc động khi diễn viên Lê Trang hát ca khúc Thương chị tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung. Bên cạnh đó, ca sĩ Ngọc Sơn cũng không kiềm được cảm xúc khi chia sẻ về cha mẹ. Chương trình ca sĩ bí ẩn vừa lên sóng với sự dẫn dắt của MC Khả Như. Trong tập này, đội trưởng Chí Thiện chung đội với ca sĩ Long Nhật còn Puka và diễn viên Thanh Thức ở đội còn lại. Góp mặt với vai trò thí sinh trong chương trình, diễn viên Lê Trang gây xúc động khi thể hiện ca khúc Thương chị để tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung. Trong MV, nữ diễn viên với đôi mắt đượm buồn, mặc bộ đồ bà ba giản dị, đây cũng là kiểu trang phục mà trước đây Phi Nhung rất hay mặc biểu diễn. Được biết trước khi theo đuổi hoạt động nghệ thuật, Lê Trang từng là fan ruột của giọng ca Bông Điên Điển. Cô chia sẻ, đúng ra phải gọi là cố ca sĩ Phi Nhung, nhưng em xin phép em vẫn gọi là chị Phi Nhung. Bởi vì trong lòng em chị còn sống mãi, hầu như tất cả những bài hát của chị Nhung thì em đều biết. Những show diễn của chị nếu sắp xếp đi được là em đều đi cùng các hội fan. Lê Trang cũng tự sáng tác đoạn Lý Trách Ai Vô Tình ngay trong đêm và nhờ nhạc sĩ Võ Hoàng Lâm làm beat lại để thể hiện trọn vẹn tình cảm của mình trong ca khúc Thương chị. Lắng nghe phần thể hiện của Lê Trang, cả Long Nhật, Khả Như và các nghệ sĩ trong chương trình đều xúc động rơi nước mắt. Sau khi lấy lại cảm xúc, Khả Như nghẹn ngào, bài hát này mang đến quá nhiều cảm xúc. Cái gì cũng có thể qua đi nhưng những thứ tốt đẹp sẽ còn lại mãi. Như tin là trong trái tim của những người yêu quý chị Nhung thì những thứ tốt đẹp nhất của chị sẽ còn hiện hữu mãi trong trái tim. Trở lại với phần đặc biệt nhất của chương trình là lộ diện ca sĩ bí ẩn số 5, màn đánh đàn guitar điệu nghệ của người giấu mặt khiến dàn nghệ sĩ đều trầm trồ. Puka và Long Nhật khẳng định đây là một nghệ sĩ xịn. Và không ngoài dự đoán, ngay khi MV của Ngọc Sơn xuất hiện, tất cả mọi người đều vỡ òa, trở lại với ca sĩ bí ẩn với một vai trò khác và phiên bản ghi hình online. Ngọc Sơn bày tỏ bản thân rất vui khi được gặp lại mọi người. Nam ca sĩ tâm sự khi nghe được quay chương trình, anh không quan trọng mình xuất hiện với vai trò gì, miễn được tham gia là mình vui lắm, nói về cuộc sống hiện tại. Ngọc Sơn nghẹn ngào, một mình trong nhà thì Ngọc Sơn nuôi cá, trồng rau, trồng cây, rồi tự nấu ăn một mình. Ngọc Sơn cứ lủi thủi trong nhà, tập tạ, đánh bóng bàn, võ thuật, sau đó đi giao lưu với các chiến sĩ. Gửi gạo vô chùa để ủng hộ bà con nghèo. Mẹ đã qua đời rồi, cha cũng không còn, Ngọc Sơn chỉ còn lại đại gia đình dấu yêu. Khi được MC Khả Như gửi lời chia sẻ về sự mất mát của gia đình, Ngọc Sơn đã không giấu được sự chạnh lòng. Xúc động, anh chia sẻ thời gian qua, Ngọc Sơn cũng dần quen với cách sống thu mình lại rồi. Tất cả những năng lượng Ngọc Sơn dành cho nghệ thuật và cho sức khỏe. Nửa đời tiếp theo, Ngọc Sơn sẽ cống hiến hết mình cho quê hương, xã hội và tham gia những chương trình để đem niềm vui tích cực đến với mọi người. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.